Rồi, hôm nay lên bán con đồng kèm này luôn nha anh em. Rồi anh em xem hết clip rồi anh em hãy điện nha anh em. Con này hàng giá trị cao nha. Anh em nào có thiện chí muốn mua mồi VIP thì cứ alo mình nha. Con này thì mình cũng ít đăng lên lắm anh em ơi. Con này nó chơi tốc độ lắm, dù rất là cứng nha. Rồi mình sẽ chèn clip này với clip đó đó bắt bổi cho anh em xem nha. Được ưng alo. Con này thì không dành cho anh em giá sinh viên nha nè. Con này hàng giá trị cao đó, tiền rất là cao nha. Thì nói chung là tiền nào của nấy anh em ơi. Hàng giá trị thì nói chung thì chơi chuẩn, tiền nào của nấy. Thì con này trong top cũng ba con mồi VIP nhà mình á. Đây mình chia cho anh em một con này luôn. Rồi mình chuẩn bị vô một số mồi nữa anh em ơi, chia bớt cho anh em. Thì nói chung con này mình ít đăng lắm, thì giá trị cao mình đăng lên anh em, ít anh em mua lắm anh em ơi. Rồi anh em nào muốn mồi ghẻ thì đợi mình về hôm nha anh em. Thì mình sẽ về một lô mồi mình bán liền cho anh em, giá cũng nới nới anh em về chơi. Thì hàng này thì hàng test đã test gừng rồi nghe nè. Con này còn test gừng rồi. Con này chơi rất là bền kèo luôn, từ sáng tới chiều luôn, chơi không không bao bây giờ xuống. Thì nói chung thì anh em xem kỹ thì anh em hãy điện nha nè. Thì nhiều anh em xem mà chưa xem hết, vừa mới bấm vô anh em điện rồi chưa biết con chim ra như thế nào hết thì anh em điện rồi mình cũng đâu có giải thích được đâu. Thì nói chung anh em xem clip nó cụ thể hơn nha anh em. Clip này thì mình không có cắt ghép gì hết trơn nha. Đấu bổi thì mình không có cắt ghép, chỉ mình cắt ghép là khúc khúc nào bổi nó không xuống anh em. Bổi đang đấu thì mình không có cắt ghép gì hết. Nói chung mà bán cho anh em thì có cái gì là nó cụ thể hơn anh em ơi. Clip thì nó chất lượng, nó không cắt ghép. Rồi anh em xem ưng thì alo mình nha. Ba 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 ba
Bye.
Bao 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 b
Bao 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 bao.